Hello cả nhà, lâu quá không có làm video cho cả nhà cùng xem rồi. Mấy bữa nay em lu bu quá, em mắc dọn nhà cả nhà, nên không có làm cái video. Nên cả nhà cũng thông cảm cho em nha. Nếu yêu thương cả nhà cũng cho em một nút like, một nút đăng ký kênh để theo dõi nha cả nhà. Mấy bữa nay lu bu quá chừng luôn, công việc rồi hả, dọn nhà tùm lum tùm la hết. Cuối năm mà còn phải dọn nhà nữa, nên hả công việc rất là nhiều, với lại nhà không có người mình ở đó cả nhà, nó công việc nó tùm lum, đồ đạc nó cũng nhiều nữa. Đây hôm nay em chia sẻ cả nhà, quay sơ toàn cảnh cho cả nhà cùng xem nha. Nó tùm lum, bữa nay là nó gọn gọn được chút xíu rồi đó, mấy bữa trước nó còn tùm lum nữa, nó quá trời luôn. Bây giờ mình phải trả mặt bằng cho người ta cả nhà. Bây giờ hả chủ nhà người ta bán nhà, nên bây giờ em phải trả mặt bằng để cho chủ nhà người ta bán nhà. Cả nhà yêu thương cũng đăng ký kênh ủng hộ em nha. Em không biết sau này em làm gì luôn á. Nếu mà em có làm gì á, em cũng chia sẻ, cả nhà cũng giống như là theo dõi rồi ủng hộ cho em nha. Em sẽ quay sơ cả nhà cùng xem. Hôm bữa trước á, thì mấy cái dắt này là cả nhà toàn là những cái kệ kiến không á. Bữa nay là phải tháo ra hết trơn rồi, tháo mấy cái kệ ra hết rồi, phải hàng, phải giống kiểu như là mình cắt ra rồi mình mới sắp lại được. Hồi lúc trước á, lúc mà gắn á, thì mình thật kêu thợ, còn bây giờ là mình ở nhà mình tự làm. Bữa nay em đóng cửa mấy bữa nay rồi, cả tuần lễ nay rồi không có mở cửa, vì ở nhà mình làm, tập trung mình làm cả nhà, giống như shop mình buôn bán trước giờ mà nay đóng cửa cũng buồn lắm cả nhà. Mà còn tháng mấy nữa là mà gần Tết rồi mà làm vậy thì mình hơi buồn, nhưng mà thôi giờ sao giờ cũng phải cố gắng thôi cả nhà ơi. Kiểu như hồi trước giờ em ở đây á, nên đồ đạc cũng rất là nhiều luôn, nó tùm lum hết trơn, rồi quần áo, rồi kệ, rồi hả đồ đạc lắt nhắt lung tung quá chừng luôn. Hồi bữa hổm là mấy cái kệ sắt đây nè, nó nằm trong kia mà phải cắt, phải mở ra, rồi phải mấy miếng dán này nữa phải tháo ra, nhiều việc lắm cả nhà. Còn mấy cây sắt cả nhà thấy không, quá chừng luôn nè. Mấy cây sắt này là giống như là mấy cái kệ của mình á, để mình để hàng quá. Còn ở đây quần áo quá chừng luôn, nhà em đông người. Này của chị gái em, rồi của cháu em, con gấu của nó nè. Bên này của dây điện này của chồng em. Bây giờ em trai em đang phụ để nó tháo mấy đường dây điện, tháo mấy cái đèn dĩ led đó cả nhà, để sau này mình có đi đâu mình làm á, mình có thể tái sử dụng được. Hồi lúc trước là mấy cái này là cả nhà nhớ không, những cái video trước nếu mà cả nhà xem á, cả nhà xem lại có thấy là những cái này là những cái kệ nè, kệ dài nhiều lắm luôn, mà bữa nay cũng phải kêu người tháo hết luôn cả nhà. Là mấy kệ sắt nè, quá trời luôn. Rồi cái ghế của con mèo, ghế của con mèo ngố ngố đi đem mèo điếu cho nó, lắc nhắc lăn tăng lẫn tửng. Mấy cây sắt đồ không à, mấy cái này thì đồ dùng tới, cái này là để gắn mấy cái đèn led. Kệ đó là kia là cái máy phát điện cả nhà, xa xa nè, để nhiều khi mình cúp điện á, cái mình sử dụng máy phát điện. Anh tiếp xếp nha, anh gom mấy cái đồ điện của anh, gom trong cái bịch trước anh, của anh, đồ điện của anh là nhiều nhất luôn á, gom vô để ấy. Nó nặng, mấy cái đồ điện này nó nặng. À, trời ơi, nói hả làm ngày hai ngày chứ không có đâu cả nhà ơi. Tao nói mỗi lần mà nó mà dọn nhà cái là tại cái tuần lễ cũng giờ chưa dọn xong nữa, chứ đừng nói ngày hai ngày. Ngán nhất là cái việc mà dọn nhà. Sợ lắm cả nhà ơi, cái nhà mà có dọn nhà là cả nhà biết rồi. Cái này là mấy cái cối nãy em nằm ngủ trưa. Ngán dữ lắm chưa? Ngán dữ lắm rồi. Tính ra không làm luôn. Sao không làm? Mà em làm việc khác. Em không làm việc lớn em không tháo được, mà em làm cái lẳng cẳng lăng tăng. Em có được đi cho anh được cái giỏi cái tiền nè. Nè em trai của em đang phụ, đang phụ để tháo mấy cái kệ. Nói trời ơi nó ngán. Thấy cái thảm cảnh này là thôi, ngán quá trời ngán rồi. Là mấy cái tấm dán ép. Hôm bữa mình làm cái phòng á, anh chị mà cuối năm mà buôn bán mà ổn định là mừng lắm á cả nhà.
Còn em hả, cuối năm mà còn phải dọn quán dọn tiệm vậy là hả thấy gầu rồi ha. Anh chị em nào mà cuối năm mà mình buôn bán mà lai rai hả, chủ nhà người ta thương, người ta đừng có lên giá, người ta vẫn giữ giá nguyên cho mình đó là mình mừng lắm rồi. Còn hả mẹ Quan Âm với ông Địa nữa thì chừng nào em dọn thì em mới đem xuống luôn, chứ giờ mình không có để sẵn. Trong đây là hồi xưa là lúc trước em làm kho nè, bây giờ cũng còn nguyên đi luôn. Đồ đạc lỉnh kỉnh, máy quạt, máy ơn rồi máy lạnh. Máy lạnh này là để lại cho chủ nhà nha cả nhà. Hôm bữa em xin 10 ngày để ở lại dọn dẹp á, mà giống như kiểu như lúc trước mình hay đóng tiền nhà bữa mùng 10 á, mà cái em có xin lại là ở lại 10 ngày để con dọn dẹp, tại vì lại phần đó là mình ở mười mấy năm rồi. Cái cô nói hai cho ở 10 ngày nhưng mà phải để hai cái máy lạnh cho cô, chấp nhận đau thương luôn, chấp nhận đau thương luôn cả nhà ơi. Anh chị thấy là thấy ngán chưa, cho em thấy ngán dữ lắm rồi. Mua đồ hả, mấy cái đèn này nó mắc tiền dữ lắm luôn, mà giờ bán ra không có nhiêu tiền hết trơn, giờ bán đâu. Này là để gì cái xong đem thì dưới khi nào có làm cái gì nữa thì mở thêm thôi chứ không có bán. Này là cái lu gạo nghìn tỷ của em này nha, ghê sự. Lu gạo này đem từ miền Tây lên luôn á, lu gạo nghìn tỷ. Máy giặt, tủ lạnh, ôi ngán quá. Xuống đây quay xe xuống dưới nhà dưới cho cả nhà coi. Lỉnh kỉnh lên kinh lắm cả nhà ơi. Đây là nhà dưới nha em nè, để mình nấu nướng á cả nhà. Đồ đạc ở đây quá trời, dọn dẹp được nhiêu đây là mừng dữ lắm rồi, quá trời đồ đạc luôn, dọn ra là nó tùm lum đồ. Thôi cả nhà yêu thương ha, đăng ký kênh ủng hộ cho em. Nay em qua em chia sẻ cái hành trình của em để cả nhà biết của em nay hả khỏe không hay còn sao, nên em muốn chia sẻ cả nhà. Chứ bữa giờ nghỉ video chắc cũng cả tuần lễ nửa tháng rồi không có làm video chia sẻ cả nhà. Cả nhà yêu thương nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha, để mỗi ngày em chia sẻ video cả nhà ha. Xin chào cả nhà yêu thương, bye bye cả nhà.